Chú thích Kinh Pháp Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chương 1. Phẩm tựa thứ nhất. Người giác ngộ chân lý đã được tam muội trong tam giới, vững chắc như núi cao, tánh không tự tại. Hoa trời muôn màu bay xuống, đại địa chấn động không ngừng, tượng trưng cho lời khen vượt thời gian và không gian, khai thị một thứ nhân duyên. Diệu pháp như là chân lý của loài hoa sen. Tại một vùng núi ở Ấn Độ, trời ơi, đã đi đoạn đường khá xa rồi, sao vẫn chưa tới núi Kỳ Xào Vật nơi thành Dương Xá vậy nhỉ? À, quên xem, quên xem kìa, ở bên kia kìa. Hả, có thật không? Chà, quên xem, có khoảng 8 vị Bồ Tát tụ tập bên đó kìa. Chà, đi nhanh lên đi, chúng ta mau qua bên đó xem đi. Quỳnh coi kìa, vua A Xà Thế cũng dẫn đại thần hoàng tộc đến đây nghe Đức Phật thuyết pháp kìa. Ê, Quỳnh hãy nhìn bên kia, Đức Phật đang ngồi trên pháp tọa nhập vào thiền định. Ồ, đó chính là Đức Phật vĩ đại tôn quý mà mọi người thường nhắc đến sao? Ồ, đúng rồi. Sau khi Đức Phật thuyết xong kinh Vô Lượng Nghĩa, xếp chéo hai chân lại ngồi thiền, sau đó nhập vào thiền định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm không một chút lay động. À, huynh thấy không, trên trời có rất nhiều hoa sen bay xuống kìa. Đúng rồi, đều rơi xuống chỗ Đức Phật đang ngồi và phía trên đại chúng dự hội. Thơm quá. Đúng vậy, thật thơm quá. Trời ơi, sao mặt đất lại nhấc động lên vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mặt đất chấn động. Quả thật không thể nghĩ bằng, sự xuất hiện phép màu này rốt cuộc có hàm ý gì? Ngươi đi hỏi người khác xem sao. Mau đi. Vâng, đại dương, tiểu nhân sẽ đi tìm hiểu xem sao. Xin hỏi, lúc nãy sao lại có hoa trời rơi xuống? Mặt đất sao lại chấn động lên vậy? Xin nói tôi nghe có được không? Xin cứ yên tâm, đây là ánh sáng từ lông trắng giữa chàng mày của Đức Phật chiếu khắp phương Đông, một muôn 8.000 cõi Phật tịnh độ, cho nên mới có hiện tượng này xuất hiện. Ta nghĩ chắc mọi người đều muốn biết sự xuất hiện phép màu này rốt cuộc có ý nghĩa gì, có đúng vậy không? Bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tôi có câu hỏi muốn thỉnh giáo với Ngài. Ngài và Đức Phật có nhân duyên tiền kiếp, cũng từng thân cận cúng dường vô lượng vô số Đức Phật. Chắc là Ngài biết Đức Phật phóng ánh sáng giữa chặng mày hiện phép màu này là có hàm ý gì. Xin Ngài chỉ dạy cho. Di Lặc Bồ Tát vĩ đại cùng các vị cầu đạo, các vị lắng nghe cho kỹ. Trong vô thủy kiếp xa xưa trước đây, có một Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Minh Đăng xuất hiện trên thế gian này, tạo ra phép màu giống hệt như bây giờ, đồng thời tuyên thuyết giáo lý. Pháp mà Ngài nói lúc đó chính là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng chính là bộ kinh mà Đức Phật muốn tuyên thuyết bây giờ. Kinh Diệu Pháp, Liên Hoa. Chương 2. Phẩm phương tiện thứ hai. Người trí liễu ngộ chân lý giống như ngôi sao sáng giữa đêm tối tăm, phá tan bầu trời đen tối, đi đến trần gian chỉ vì một đại sự nhân duyên.
đối với hữu tình chúng sanh khai thị, ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là trí tuệ vượt qua không và có. Lúc này Thế Tôn từ chánh định an lành xuất định và nói với Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất à. Dạ, có đệ tử. Ông có muốn biết trí tuệ của Phật rốt cuộc là gì hay không? Bạch có, thưa Thế Tôn, xin Ngài dẫn dắt chỉ dạy cho. Xá Lợi Phất, trí tuệ của Phật vô cùng thâm thúy sâu xa và cũng rất khó thông đạt lý giải cho được. Ngay cả thanh văn duyên giác cũng không hiểu rõ. Hả? Khó vậy sao? Xem ra với trình độ của chúng con không thể hiểu được trí tuệ của Phật. Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải không có người lý giải được rồi sao? Pháp mà Như Lai đã thuyết vô cùng sâu xa, vô cùng vi diệu, nên rất khó lý giải. Chỉ có Như Lai mới thấu hiểu được, mà còn chứng ngộ tất cả giáo lý mà Như Lai thuyết. Xá Lợi Phất cả, ngay cả một đệ tử có trí tuệ như ông cũng không thể hiểu được trí tuệ của Phật. Đúng vậy, thật tướng tồn tại chỉ có Như Lai mới hiểu được thấu triệt. Như Lai sẽ tùy theo căn cơ của mỗi người mà dùng phương tiện lực để lập ra ba thừa giáo, chỉ dẫn chúng sanh thoát ly khỏi cảnh khổ. Nhưng những điều đang nói bây giờ là pháp phương tiện thứ nhất mà các ông đều rất khó hiểu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là diệu pháp lớn duy nhất của Phật thừa. Ấy, sao Đức Phật lại nói như vậy chứ? Nếu ngay cả Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ bậc nhất cũng không hiểu được, vậy chúng tôi phải làm sao hiểu đây? Đúng vậy, lẽ nào chẳng có ai có thể hiểu được một cách thấu triệt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Thưa Thế Tôn, bây giờ chúng con đều rất muốn biết chân lý cao thượng này, hơn nữa cũng chân thành muốn hiểu rõ pháp phương tiện thứ nhất mà chư Phật khen ngợi đó. Xá Lợi Phất à, dù ta có nói ra, các ông vẫn không thể hiểu được trí tuệ sâu xa của Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn xem những tín chúng mến phục Ngài đây, tất cả đều như có vẻ cảm thấy mơ hồ. Bạch Thế Tôn, bất luận thế nào cũng xin Ngài chỉ dạy chúng con. Xin Ngài hãy giảng thuyết thật tướng của bộ kinh Pháp Hoa này cho chúng con. Xá Lợi Phất, thôi chẳng nên nói nữa. Chẳng nên nói nữa là bởi vì một khi ta đã nói ra thì tất cả thiên long bát bộ trên thế gian và người đời, họ đều sẽ cảm thấy kinh sợ và nghi ngờ mà chẳng dám tu tập tiếp nữa. Hả? Bạch Thế Tôn, đệ tử chân thành cầu xin Ngài, xin Ngài bất luận thế nào cũng giảng cho chúng con diệu pháp này. Con tin vô số chúng tham dự hội ở đây đều từng thân cận với chư Phật. Căn tánh của họ rất dũng mãnh, rất trí tuệ, cũng rất là sáng suốt.
nếu được nghe lời Đức Phật dạy, con tin họ sẽ hết sức tin tưởng. Không, không được. Nếu như ta nói ra bộ kinh này, thì tất cả trong đời, trời và người, cả Atula, họ đều sẽ kinh nghi. Hơn nữa, sẽ khiến cho một số tỳ kheo tăng thượng mạng, trong lòng càng cao ngạo hơn. Do đó sẽ sa vào hầm lửa lớn. Có nghiêm trọng như vậy không? Vô số tín chúng trong hội này chắp tay kính lễ Ngài, đang chờ đợi Ngài chỉ dạy. Họ đều vui vẻ tin tưởng và tuân theo lời dạy của Ngài, mà lời dạy của Ngài khiến họ có được hạnh phúc thực sự và cuộc sống bất diệt. Chúng còn rất khao khát được nghe lời pháp trí tuệ vô thượng của Ngài, bởi vì đó là niềm vui khó diễn tả của con người. Bạch Thế Tôn, đệ tử Xá Lợi Phất một lần nữa khẩn xin Ngài tuyên thuyết bộ kinh này. Này Xá Lợi Phất, bởi vì ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh Đâu Đặng chẳng nói, cho nên ta quyết định phải nói. Nghe đây, lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho thật kỹ, đồng thời hãy nhớ ghi khắc sâu trong lòng. Ê ê ê, nghe thấy chưa? Ê, nghe rồi. Ông coi, Đức Phật rốt cuộc muốn tuyên thuyết diệu pháp khai ngộ gì đây? Đúng rồi, chúng ta không phải đều đã khai ngộ rồi sao? Không lẽ còn lý khai ngộ cao thâm hơn chúng ta nữa sao? Đây không phải đang nói sự khai ngộ của chúng ta là giả sao? Không phải là thật? Không không không, tuyệt đối không còn lý khai ngộ nào cao thâm hơn chúng ta. Đúng rồi đó. Chúng ta không tin. Chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi đây không nghe nữa. Đi thôi. Đi thôi. Ở đây là chuyện gì chuyện vậy? Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thế là có khoảng 5.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ tín chúng lần lượt bỏ đi. Bạch Đức Phật, đây trưởng lão Xá Lợi Phất à, ông đừng vì chuyện này mà phải lo lắng. Những người bỏ đi này tự đại kiêu mạn, trong lòng họ cho rằng đã được cứu cánh khai ngộ rồi. Nếu như bây giờ ta nói ra lý khai ngộ này, sẽ bị tổn thương lòng tự tôn đó. Bây giờ những người còn ở lại đây nghe ta thuyết pháp đều không phải là kẻ dư thừa, cũng chẳng phải là những người có tâm trí hạ liệt. Các ngươi đều là những người có lòng tin vững chắc về Phật pháp. Hãy lắng nghe cho thật kỹ về những lời ta nói. Pháp mà Như Lai nói là chân thật bất hư, nhưng rất khó hiểu được cho đúng đắn, cho nên Như Lai mới dùng các loại phương tiện thí dụ để mà giảng giải pháp Phật thừa duy nhất. Pháp này chỉ có Phật mới lý giải được, đồng thời thật sự thấu triệt thật tướng. Chỉ có Phật mới hiểu được thấu triệt giáo nghĩa của Phật.
Đúng vậy, đó là vì Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian này. Chỉ vì một mục đích, một sự việc mà Phật mới xuất hiện trên thế gian này. Đại sự nhân duyên mà Như Lai xuất hiện trên thế gian này chính là để chỉ bày cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật, Phật tánh. Chính vì nhân duyên này Đức Phật mới đến thuyết pháp dạy cho chúng ta tỏ ngộ Phật tánh đó. Như Lai vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở trên thế gian này, đồng thời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Pháp mà Ngài nói này đúng là Phật thừa viên mãn duy nhất. Chương 3, phẩm thí dụ thứ 3. Chân lý của sự giác ngộ là Phật thừa duy nhất, không hai cũng không ba. Nhị thừa hay tam thừa chỉ là thủ pháp trò chơi phương tiện, nhưng là gì giúp đỡ hữu tình thoát khỏi căn nhà lửa đang rực cháy lớn. Thế giới sanh tồn trong sự mê lầm của tam giới. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử thành tâm cảm tạ lời chỉ dạy của Ngài, do trí tuệ vô thượng của Ngài giảng nói Phật lý, giúp cho con nhận được an lạc miên viễn, nghe được giáo lý chân mà Ngài tuyên thuyết, khiến cho con có thể thoát khỏi đau khổ phiền não như lửa đốt. Xá Lợi Phất cả, trên thực tế ta ở đời quá khứ đã từng cầu đạo với hai vạn ức Đức Phật và thường xuyên giáo hóa. Nhân vì ta dùng pháp phương tiện giáo hóa ông. Xá Lợi Phất, ông ở đời này mới được ở trước ta tiếp tục học Phật pháp. Tuy là ông đời đời không ngừng tu hành, nhưng mà vẫn không nhớ được những gì đã làm và những thề nguyện đã phát ở đời trước. Ta cũng vì giúp ông nhớ lại hành nguyện Bồ Tát đời trước, và lại cũng vì các đệ tử thanh văn khác mà tuyên thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. À, thì ra là vậy. Xá Lợi Phất, ông sẽ ở đời vị lai mà cúng dường ngàn vạn ức Đức Phật, phụng trì chánh pháp. Sau khi hội đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật, và Phật hiệu của ông sẽ là Hoa Quang Như Lai. Nước đó tên là Ly Cấu. Cõi nước đó bằng thẳng, thanh tịnh, đẹp đẽ, giàu vui. Và sau khi ông đã thành Phật rồi, ông cũng sẽ dùng phương tiện ba thừa pháp để mà giáo hóa chúng sanh. Trời ơi, quá rơi đầy khắp trời kìa. Trời ơi, nhạc trời nghe thật là êm. Nhạc trời nghe nhạc thật trời là êm dịu ha. Nghe tiếng thật êm dịu. Trời ơi, hay quá. Nghe hay quá. Hay quá.
Pháp mà ta muốn nói chính là giáo nghĩa tối cao vô thượng. Đó là pháp có thể giác ngộ thành Phật. Trước tiên, các ông phải lựa chọn cỗ xe mà người cầu pháp ngồi. Các ông có hiểu ý này không? Ngồi cỗ xe. Được rồi, để ta dùng nhà lửa tam giới thí dụ này để giải thích cho rõ. Ngày xưa, ở một nơi nọ có một ông trưởng giả. Ông tuổi tác đã cao nhưng lại rất giàu có. Ông có rất nhiều tài sản, hơn nữa nhà ở hào hoa tráng lệ. Nhưng mà căn nhà này vô cùng cũ kỹ, mái nhà được lợp bằng cỏ, không những cột nhà đã bị mục mà ngay cả tường nhà cũng sắp sụp rồi. Còn nữa, trong nhà này tuy có hàng trăm người sinh sống ở đó nhưng chỉ có một cửa để cho mọi người ra vào. Một ngày nọ, thưa chủ nhân, chủ nhân ơi, không xong rồi, thưa chủ nhân, không xong rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng dữ vậy? Cháy rồi. Cái gì? Cháy nhà. Cái gì cháy? Vậy mọi người đã bình an chạy ra ngoài hết chưa? Hả? Cái này chỉ còn con cái của ngài vẫn còn ở trong nhà đó. Sao ngươi không chịu nói sớm? Tại sao không cứu chúng ra? Họ đang chơi đùa rất vui vẻ, không chịu nghe lời khuyên của tôi. Hơn nữa, họ cũng không để ý đến chuyện lửa cháy này. Thậm chí các vị tiểu chủ nhân cũng không biết là ngọn lửa đáng sợ như vậy đó. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Mặc dù tuổi ta đã cao nhưng ta vẫn còn đủ khỏe mạnh. Ta sẽ xông vào nhà cứu hết bọn chúng ra ngoài ngay. Trời ơi, thưa chủ nhân, ngài làm vậy không có được đâu. Căn nhà lớn như vậy là không biết bọn trẻ đang trốn ở đâu. Một mình ngài không thể cứu được hết bọn họ ra đâu. Nhưng mà ta cũng không thể hy sinh bất cứ ai trong bọn chúng được. Tất cả bọn chúng đều là con ruột của ta mà. Trời ơi, chủ nhân à, tâm trạng của ngài chúng tôi rất hiểu. Nhưng mà... Nè, các con ơi, các con có nghe thấy tiếng của ta không? Nè, các con ơi, các con của ta ơi. Hình như là tiếng của cha kia. Mau chạy ra đi, nhà cháy rồi. Mau ra đi. Nhà cháy rồi, nhưng chúng con đang chơi rất vui vẻ mà. Mặc kệ cha, chúng ta chơi tiếp đi. Các con ơi, lửa cháy rất đáng sợ. Nếu các con vẫn còn ở trong nhà sẽ bị thiêu chết đó. Mau ra. Hả? Cha nói cái gì vậy? Cha ơi, chúng con nghe không hiểu cha nói gì hết. Ta đã nói rõ như vậy mà bọn chúng vẫn không hiểu. Nhưng ta cũng không thể nhìn bọn chúng bị lửa thiêu chết được. Ta phải làm sao bây giờ? À, có rồi. Nè, ngươi qua đây, nhanh lên. Dạ, chủ nhân. Mau, chuẩn bị đi, mau. Dạ. Nè, các con ơi, các con có nghe gì không? Ở đây có rất nhiều đồ chơi. Mau ra đi chơi đi. Có xe trâu, có xe dê, xe hươu, đều là những thứ các con rất thích. Mau ra đi. À, có đồ chơi kìa, mau đi lấy đi. Ừ, đi thôi. Tốt rồi. Nè các con xem, xe trâu này đẹp hơn xe hươu, mà còn chạy nhanh hơn nữa, có thể đến đích nhanh hơn. Cha sẽ tặng cho các con mỗi người một chiếc xe trâu. Hay quá. Hiểu rõ chưa?
Thí dụ này, căn nhà cũ kỹ mà rộng lớn ở trong câu chuyện đó không phải là gì khác mà nó là chỉ cho tam giới đầy dẫy tất cả những đau khổ này. Những đứa trẻ ưa chơi đùa trong căn nhà cũ kỹ và mục nát này chính là chỉ cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh. Đúng vậy. Tất cả chúng sanh cũng giống như đang cùng sống trong nhà lửa đang thiêu đốt đau khổ và bất an, nhưng lại vui đùa không biết gì. Cớ sao lại không biết được những nguy hiểm? Đó là bởi vì họ đã bị vô minh che lấp. Đúng vậy, tất cả chúng sanh giống như cùng sống trong căn nhà lửa đang thiêu đốt đau khổ và bất an, nhưng lại vui đùa không biết gì. Cớ sao lại không biết được những nguy hiểm? Đó là bởi vì họ bị vô minh che lấp. Vô minh? Khờ quá, có nghĩa là không hiểu rõ trí tuệ của Đức Phật đó. Bởi vì vô minh nên khó phát giác được những tình hình nguy hiểm ở trong căn nhà. Như khắp nơi trong nhà đều là rắn độc, mãnh thú như côn trùng, rắn rết, lang sói, ma quỷ, dạ xoa. Nhưng họ lại không biết. Đây chính là nhân sinh vô minh, không hiểu rõ trí tuệ Phật. Một khi nhà cửa bị cháy rồi, tất cả sẽ hóa thành tro dụng. Cho dù không bị cháy thì người vô minh lúc bình thường cũng sẽ chịu tất cả đau khổ. Đó chính là tất cả các loại khổ như sanh lão, bệnh, tử, lo âu, buồn đau, khổ não, thất vọng, tâm thần bất an, vân vân. Trong sự khổ não này, con người luôn chìm đắm trong ái dục, tâm thần bất an, phải hứng chịu đau khổ. Vì không triệt ngộ nên không có cách nào thoát ly được những khổ não này. Như Lai có phải đã từ bỏ tam giới đầy đau khổ này rồi không? Không. Tuy tam giới giống như ngôi nhà lửa vậy, nhưng Như Lai lại xuất hiện ở trong đó. Vì sao vậy? Đúng vậy. Đúng rồi. Sao vậy? Bởi vì tam giới chính là trú xứ của Như Lai. Tất cả chúng sanh trong tam giới, họ đều là con cái của Như Lai, mà người cha sẽ không từ bỏ bất kỳ một người con nào cả. Do đó, Như Lai đã mượn phương pháp di diệu để làm phương tiện chỉ dạy từng người con và tất cả chúng sanh, nhưng mà vẫn không có cách nào giúp cho một số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Vì sao vậy? Bởi vì trong lòng của chúng sanh vẫn tràn đầy dục vọng, chấp trước trong đó, không thể tự giải thoát được. Chúng sanh không thể ngộ được trí tuệ của Phật, cho nên không thể ra khỏi tam giới, giống như không nhận được sự giúp đỡ, là
không thể thoát ra khỏi nhà lửa đó vậy. Vì vậy, với phương pháp vi diệu là dùng ba thừa pháp để cứu độ chúng sanh. Ba thừa pháp hả? Ba thừa là chỉ thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Trong câu chuyện thí dụ, xe dê là chỉ thanh văn thừa, xe hươu là chỉ duyên giác thừa, xe trâu là chỉ Bồ Tát thừa, cũng chính là đại thừa. Và vì muốn trừ bỏ đau khổ trong thân tâm của chúng sanh, cho nên Như Lai đã khuyên nhủ chúng sanh nên dùng ba thừa pháp này. Và ba thừa pháp này cũng có nghĩa là ba phương pháp có thể giúp chúng sanh lìa khổ, được giải thoát. Nói tóm lại, lựa chọn pháp môn nào trong số đó cũng đều có thể thoát khỏi nhà lửa, giải thoát nỗi khổ của tam giới. Thì ra là như vậy. Hay quá. Nhưng mà trong câu chuyện thí dụ, cổ xe người cha đó cho con của mình là một cổ xe trâu lớn, vừa nhanh vừa tốt. Quả đúng là như vậy. Đó là vì thông qua giáo lý vô thượng mà Như Lai chứng ngộ đại thừa, có thể khiến cho con người giác ngộ triệt để hoàn toàn, đạt đến thành Phật. Cho nên phương pháp là trước tiên phải loại bỏ khổ não, sau đó ngồi thiền tư duy, cuối cùng khiến thân tâm hợp nhất. Cũng có nghĩa là cho dù là thanh văn hay duyên giác, thậm chí Bồ Tát, họ chẳng qua là một thứ pháp phương tiện mà Như Lai ở thế gian thể hiện giáo hóa mà thôi. Những gì Như Lai tuyên thuyết chỉ duy nhất là Phật thừa, nhưng mà vì phương tiện giáo hóa chúng sanh, cho nên đã chia thành ra ba thừa pháp. Như Lai đã bình đẳng, không phân biệt đem xe trâu, cũng tức là đại thừa, truyền cho tất cả chúng sanh. Thật là từ bi cao thượng. Hãy nghe cho kỹ đây. Phàm là những người nhận được cổ xe trâu trắng lớn này, cuối cùng đều sẽ thành Phật. Đây chính là giáo lý căn bản của ta. Phàm là những người thật sự tin vào đại thừa mới hiểu được ý sâu xa, chí cao vô thượng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Từ rất xa xưa trước đây, có vị trưởng giả. Ông trưởng giả gia tài rất nhiều, có căn nhà lớn. Tuy nhà rộng lớn nhưng chỉ có một cánh cửa. Một hôm nọ, đột nhiên căn nhà bị cháy. Ông trưởng giả được báo lửa cháy, vô cùng kinh hoàng. Các con trong nhà lửa, làm sao cứu chúng đây? Lửa lớn đã lan khắp mọi nơi, bọn trẻ vẫn mãi mê chơi đùa. Cho dù ông trưởng giả hết lời khuyên nhủ, bọn trẻ vẫn thờ ơ. Vì là lửa, vì là nguy hiểm, bọn trẻ không một chút hoảng hốt. Vì là lửa, vì là nguy hiểm, bọn trẻ không một chút hoảng sợ.
Ông trưởng giả biết bọn trẻ trong lòng rất ham chơi, liền đưa ra cách phương tiện để dụ dỗ bọn chúng. Các loại đồ chơi bên ngoài ai ra đều có phần, có xe dê, xe hươu và xe trâu đều đã ở bên ngoài. Vừa nghe bên ngoài có đồ chơi đều tranh giành chạy ra. Phát phương tiện này bọn trẻ đều không bị thương. Ông trưởng giả cuối cùng quyết định tặng cho chúng xe trâu trắng lớn tốt hơn. Bọn trẻ đều vui mừng nhận được xe trâu trắng lớn trước đây không dám mơ ước. Xe trâu trắng lớn chở đầy các loại châu báu, mỗi người con đều được một xe. Xe trâu trắng lớn chở đầy các loại châu báu, mỗi người con đều được một xe. Chương 4. Phẩm tính giải thứ tư. Cùng tử xin ăn ngoài đường phố, tìm tìm kiếm kiếm lại vội vội vàng vàng, trước sau không tìm được nơi ở yên thân, đã quên mất kho báu quý giá trên thân mình. Phật tính mà không biết, một khi từ bỏ hết vọng niệm, kho báu sẽ không cầu mà được. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đều đã già cả rồi và đã được tôn xưng là thượng thủ trong chúng. Chúng con tự cho rằng đã được niết bàn, không sinh không diệt rồi, không cần tiếp tục cầu chứng quả Phật nữa. Đây là một sai lầm, bởi vì Thế Tôn Ngài đã từng chỉ cho chúng con thoát khỏi tam giới, được niết bàn. Chúng con tưởng như vậy là đủ cứu cánh rồi. Hơn nữa chúng con tuổi đã cao, đối với việc Ngài Giáo Hoa Bồ Tát chứng thành trí tuệ vô thượng không hề có một chút hứng thú gì cả. Nhưng bây giờ nghe Đức Phật giảng dạy, thanh văn cũng có thể triệt ngộ thành Phật, trong lòng đã tỉnh ngộ. Nó giống như có được kho báu, không phải cố tình giành lấy, mà là không tìm cầu mà tự được. Tâm trạng này giống hệt như tâm trạng của người con nhà trưởng giả trong câu chuyện ở dưới đây vậy. Nè, chủ nhân của chúng ta có thể nói là một nhà đại phú hào nhất nhì ở các nước, nhưng mà cớ sao ông ấy lúc nào cũng buồn bã vậy chứ? Trời ơi, nè, chắc chắn là thương nhớ người tình cũ trước đây rồi đó. Vậy hả? Tuổi tác của ta đã cao như vậy rồi, sống trên thế gian này cũng không được bao lâu nữa. Nhưng mà nghĩ lại, thật sự ta cảm thấy rất là buồn rầu.
Ta tuy có tài sản to lớn như vậy, mà ta lại không có con trai để nối dõi. À, mà không, trước đây ta cũng từng có một đứa con trai. Đó là câu chuyện của 50 năm về trước rồi. Đó là đứa con trai duy nhất của ta, nhưng mà nó đã phó mặc ta bỏ nhà ra đi rồi. Ôi con ơi, bây giờ con đang ở đâu? Cuộc sống của con có tốt không? Ta bây giờ đã dọn đi nước khác rồi. Nếu như con không còn ở trên cõi đời này nữa, cho dù con có còn sống đi nữa, e là ta rất khó tìm được con. Thế gian mộng hồng trần, có mấy người nhìn được thấu? Đường luân hồi phiêu bạc, chìm nổi trong giấc mộng. Đời người như giấc mộng, giấc mộng như đời người. Thật khó phân rõ, giấc mộng này không biết năm nào tháng nào mới tỉnh lại. Nỗi khổ lục đạo luân hồi, Đức Phật biết rõ nhất. Chỉ có thoát khỏi lục đạo mới được giải thoát. Dạ xin cho hỏi, dạ cho hỏi, ở chỗ ngài có cần mướn người làm hay không ạ? Ê, xin lỗi nha, ta không thể giao những tấm thảm quý giá này cho một kẻ nghèo khó như ngươi trông coi được. Đi đi đi, cút qua bên kia giùm cái. Không có ai chịu thuê ta hết, bụng ta đói sắp chết rồi. Nhớ lại 50 năm trước, ta đã phó mặc cho cha ta bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Kết quả rơi vào cảnh bần cùng như vậy. Ôi, ta nghĩ ta đã gần như cái chết lắm rồi. Chà, đúng là đại phú hào đó. Ta sống đến gần này rồi, chưa từng nhìn thấy có người giàu tới mức như vậy. Lúc nãy người quý tộc kia đã không chịu thuê ta. Ta thấy nhà này càng không nên nói nữa. Thôi đi, hay là sớm rời khỏi chỗ này, đến chỗ dân nghèo còn dễ kiếm sống hơn. Hả? Người này hình như là... Nè, người đâu? Mau giúp ta dẫn người lúc nãy đến đây cho ta. Chủ nhân, có phải tên ăn mày đó không? Đừng có nhiều lời nữa, mau đi đi. Dạ, thưa chủ nhân. Nè, đứng lại. Trời, thả ra, đừng có bắt tôi. Tôi đâu có làm gì xấu đâu. Tôi cầu xin các người, thả tôi ra đi. Nè, đừng có mạnh bạo như vậy, đừng có làm cho người đó sợ. Nè, tỉnh lại đi. À, con trai, hình như con không nhận được ta chính là cha của con. Đã trải qua 50 năm rồi còn gì. Ta cũng đã thay đổi quá nhiều, cũng khó trách nó không nhận ra được mình. Nhưng ta thật không ngờ nó lưu lạc đến nỗi thành người hèn mọn như vậy.
Chủ nhân, ngài gọi tôi không biết có gì dặn dò. Tên ăn mày đó bây giờ nó như thế nào rồi hả? Tên ăn mày đó hả? Hắn rất là yên phận, không ăn cắp đồ, cũng không tham tiền tài, rất là thật thà. Vậy sao? Vậy thì thôi được rồi, hãy thả hắn đi đi. Dạ. Nè, tên kia, bây giờ ngươi được trả lại tự do rồi đó, có thể đi đâu tùy ý. Cảm ơn. Được rồi, cảm ơn ông. Đi đi, đi đi. Các người đã thả hắn đi rồi, có đúng vậy không? Vậy sau đó hắn đã đi đâu? Thưa chủ nhân, hắn đến khu dân nghèo xin thức ăn rồi. Vậy à? Nếu đã như vậy, ngươi giúp ta tìm hai người nhìn giống dân nghèo, bảo họ đi tìm tên ăn mày đó dẫn về đây cho ta. Thật là kỳ lạ, chủ nhân hình như rất thích tên ăn mày đó thì phải. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thuê hai người làm việc. Nghe đây, các người hãy đến khu dân nghèo tìm cho bằng được người đàn ông lúc trước đã bị ta giam giữ ở đây. Nếu hắn hỏi các người muốn làm gì, các người cứ nói muốn thuê hắn đến nhà ta hốt phân, biết chưa? Dạ, thưa chủ nhân. Con trai ta quả thật cam tâm tình nguyện đi làm những việc dơ bẩn thấp hèn này. Ta nghĩ ta nên tìm cách tiếp cận nó, chỉ bảo cho nó. Tốt lắm, cứ làm như vậy đi. Thế là ông trưởng giả nghĩ ra một cách phải đích thân đi gặp kẻ nghèo kia. Ông mặc quần áo rách rưới dơ bẩn, tay cầm dụng cụ hốt phân, dặn dò tất cả người làm tiếp tục siêng năng làm việc, liền đi đến nơi ở của Cùng Tử. Nè, người đó, qua đây một lát. Chuyện gì vậy? Chắc là ngươi không chê bai công việc thấp hèn này chứ, hả? Không, tôi không chê đâu. Bởi vì tôi chỉ là một người hèn mọn thôi, cho nên tôi đã quen với công việc này lắm rồi. Xem ra ngươi không ngạo mạn, ngươi cũng không có hành vi xấu, lại thành thật nữa. Không giả dối, thật lòng ta rất là thích ngươi. Ta nghĩ thôi như vậy nha, ngươi cứ xem ta là cha của ngươi, còn bản thân ta, ta sẽ đối đãi ngươi như là con ruột của mình vậy. Ngươi thấy như thế nào? Hả? Được thôi. Trải qua nhiều năm sau. Nè, anh xem kìa,
Gã đó quả thật đem hết sức mình ra làm việc đó. Ê, nghe nói chủ nhân đối đãi với hắn như là con ruột của mình vậy đó, mà còn cho hắn được ra vào tự do nữa. Nhưng xét theo lý mà nói á hả, nếu xem hắn như là con trai ruột thì sau mấy năm nay vẫn để hắn sống ở trong căn nhà rơm nhỏ thô sơ, còn bảo hắn đi hút phân nữa, thiệt là kỳ lạ. Trời ơi, anh nói cũng đúng đó. Nè nè nè, các ngươi đang bàn chuyện gì vậy? Các ngươi có biết không, khi chủ nhân bị bệnh sẽ để cho hắn phụ trách quản lý kho báu quan trọng đó. Hả? Nói vậy hắn không phải lúc nào cũng có thể lén lén tiêu xài số tiền lớn sao? À, bắt đầu từ bây giờ, nếu như mà mình quan hệ tốt một chút với hắn đó hả, nói không chừng còn có thể nhận được chút lợi ích về sau này đó. Đúng rồi đó. Gã thanh niên đó bây giờ như thế nào rồi hả? Thưa chủ nhân, hắn vẫn đem hết sức mình ra làm việc như trước đó. Có lấy trộm đồ vật quý báu trong kho báu không? Không có ạ. Cho dù là lúa mạch hay vàng bạc châu báu, hắn cũng không hề đụng đến nữa. Hắn vẫn an phận sống trong căn nhà rơm vừa nhỏ vừa rách kia. Vậy à? Thưa chủ nhân, sức khỏe của ngài xem ra càng ngày càng xấu rồi. Ta biết mà. À đúng rồi, người mau đi mời quốc vương cùng các đại thần quý tộc đến đây một chuyến. Ta có việc rất quan trọng muốn thưa với họ. Dạ, thưa chủ nhân. Người ở đây không bao lâu nữa ta sẽ rời xa nhân gian rồi. Hôm nay ta mời các vị đến đây là vì ta có một chuyện vô cùng quan trọng ta muốn nói với các vị. Người đứng ở bên cạnh ta đây chính là con ruột của ta. Ta luôn giấu kín chuyện này. Hả? 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 Trời ơi. Dạ. 50 năm trước nó đã bỏ nhà ra đi, sau đó mãi không có tin tức. Bây giờ rất là khó khăn nó mới trở về nhà. Mà đứa con này của ta thành thật không dối trá, làm việc rất là siêng năng, không hề lười biếng. Ngay cả ta bảo nó làm những việc rất là thấp hèn, mà trong lòng nó cũng không có chút căm ghét oán trách nữa. Nó có căn tính đảm đương được trọng trách to lớn. Bây giờ ta muốn tuyên bố với tất cả mọi người ở đây, từ hôm nay trở đi, tất cả tài sản của ta toàn bộ sẽ thuộc về con trai ruột của ta. À? Dạ, đây, người biết là con vốn không có lòng muốn có tất cả tài sản của người mà. Đây là vì con là con trai ruột của người, nên tất cả tài sản của người sẽ do con kế thừa. Con hoàn toàn là không cầu mà được đó.
Cùng Tử vốn không có lòng muốn cầu được giàu có, nhưng vì hắn ta là con trai ruột của trưởng giả, châu báu tự nhiên mà đến. Đây hoàn toàn là không cầu mà được đó. Bạch Đức Thế Tôn, tâm trạng bây giờ của chúng con cũng giống như con trai của vị trưởng giả này vậy. Tuy con không có mong cầu gì, nhưng mà vì chúng con đều là con của Như Lai, cho nên tự nhiên mà có được báo vật vô thượng của Phật. Đúng vậy, vô dục đích thực là điều kiện tiên quyết có được bảo vật vô thượng. Chỉ có vô dục mới có thể triệt ngộ thành Phật. Mà Đại Thừa Vô Thượng Trân Bảo chính là căn bản thành Phật. À, chúng ta giống như kẻ lang thang phiêu bạc 50 năm kia vậy. Huynh nói đúng đó. Hơn nữa thiệt là vui, cuối cùng chúng ta còn gặp được Đức Phật đấng cha lành nữa. Đây là do chúng ta bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy nên mới từ nơi xa xôi dựng núi băng rừng đi đến nơi này đó. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, chúng ta có được cuộc sống tương ngộ này, nhân duyên là gì chúng ta vẫn còn sống? Phải rồi, là có người để cho chúng ta sống, chúng ta mới có thể gặp được Từ Phụ Phật Đà đây. Đúng, cũng giống như con trai của Phú Thương kia, luôn cam tâm tình nguyện làm công việc thấp hèn, cho nên chúng ta từ nay về sau cũng phải toàn lực đối diện với cuộc sống. Nghĩ tới đúng đây đúng là vừa vui mừng vừa cảm động. Đúng là vừa vui mừng vừa cảm động. Đúng vậy, đúng vậy. Tâm là Phật, Phật cũng là tâm. Được giác ngộ, giấc mộng này chỉ có tu Phật Pháp mới tỉnh được. Sẽ có một ngày tỉnh giấc mộng, không còn bàng hoàng trong mộng ảo nữa. Đường học Phật có thành quả. Đây chính là giải thoát thực sự.